Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình Đồng Nai ngày mới sáng nay với những thông tin đáng chú ý sau đây. Chiều qua tại Jakarta, lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác đã tham dự lễ bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43, các hội nghị cấp cao liên quan và lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN từ Indonesia sang Lào. Thủ tướng Úc Anthony Albanese xác nhận sẽ thăm Trung Quốc vào cuối năm nay. về chiều qua tại Jakarta, lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác đã tham dự lễ bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43, các hội nghị cấp cao liên quan và lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN từ Indonesia sang Lào. Trong phát biểu đảm nhận cương vị Chủ tịch Luân phiên của ASEAN trong năm 2024, Thủ tướng Lào Son Say chính thức công bố chủ đề của năm ASEAN 2024 là thúc đẩy kết nối và tự cường, Ông Sivandon cũng chia sẻ các trọng tâm ưu tiên về củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy xây dựng cộng đồng kết nối thông suốt, tự cường, bình vững và thích ứng trước các thách thức chuyển biến nhanh chóng, phức tạp trong khu vực. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương và tích cực, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan đã thành công tốt đẹp, khép lại hợp tác ASEAN năm 2023 với nhiều kết quả thực chất ấn tượng đồng thời tạo động lực và kỳ vọng mới cho asean tiếp tục phát triển vững mạnh trong những năm tiếp theo hướng tới hiện thực hóa asean tầm vóc tâm điểm của tăng trưởng đoàn việt nam do thủ tướng chính phủ phạm minh chính dẫn đầu đã tham gia chủ động tích cực và đề xuất định hướng quan trọng và sáng kiến thiết thực vào nỗ lực củng cố và thúc đẩy tiến trình xây dựng cộng đồng asean hội nhập khu vực và đẩy mạnh quan hệ giữa asean với các đối tác Trước đó, đó, bên lề hội nghị cấp cao ASEAN, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Sau cuộc gặp, ông Albanese xác nhận sẽ thăm Trung Quốc vào cuối năm nay. Thông báo của Thủ tướng Úc Anthony Albanese được đưa ra hôm qua sau nhiều năm Trung Quốc-Úc gián đoạn quan hệ liên quan đến các vấn đề chính trị và kinh tế. Trả lời phóng viên ông Albanese cho biết, Tôi xác nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Albanese cho biết thêm ông sẽ đến thăm Trung Quốc vào cuối năm nay vào thời điểm mà hai bên thống nhất. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc của một thủ tướng Úc kể từ 2016. Thủ tướng Úc cũng cho biết cuộc hội đàm của ông với thủ tướng Lý Cường mang tính xây dựng và tích cực, đồng thời khẳng định hai nước cần đối thoại nhiều hơn để cải thiện quan hệ. Về văn minh, Thủ tướng Lý Cường cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Úc để nối lại việc trao đổi ở các lĩnh vực khác nhau. Ông Lý Cường cho biết khu vực châu Á-Thái Bình Dương là ngôi nhà chung của cả hai nước và Bắc Kinh sẽ hợp tác với Canberra để bảo vệ hòa bình ổn định trong khu vực. Nga hôm qua tuyên bố Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả rất đáng buồn từ quyết định cung cấp đạn uranium nghèo cho Ukraine. Người phát ngôn điểm Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc NATO sử dụng đạn Iranium nghèo để ném bom năm tư năm 1999 đã khiến số ca ung thư và các bệnh khác tăng vọt. Trả lời phóng viên, ông Peskov cho biết. Những hậu quả để lại thậm chí đến các thế hệ sau chiến tranh cũng phải gánh chịu. Họ bằng cách nào đó đã tiếp xúc hoặc ở trong khu vực sử dụng những loại vũ khí này. Trước đó, hôm 6 tháng 9, Lầu Năm Góc công bố gói hỗ trợ cho Ukraine, bao gồm đạn uranium nghèo xuyên giáp cho xe tăng Abram. Việc sử dụng đạn uranium nghèo gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội. Trong khi Liên minh Quốc tế cấm vũ khí uranium cho biết, việc ăn hoặc hít phải bụi uranium có thể gây ung thư và dị tật bẩm sinh. Thì Hiệp hội Hoàng gia Anh cho rằng rủi ro đối với sức khỏe do sử dụng đạn uranium nghèo là rất thấp. Phó thủ tướng thứ nhất, kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Julia Sviridenko hôm qua cho biết nước này đã bắt đầu xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng biển của Croatia nhằm mở rộng các tuyến đường xuất khẩu, trong khi các cảng biển đen cảnh của nước này bị phong tỏa. Trong một tuyên bố bằng văn bản, bà Julia Sviridenko cho biết ngũ cốc Ukraine để được xuất khẩu qua các cảng Croatia chúng tôi rất biết ơn về điều này. chúng tôi tin rằng tuyến đường hậu cần này sẽ đóng vai trò quan trọng trong thương mại song phương giữa hai nước ngay cả sau xung đột. Bà Siridenko không cho biết khối lượng ngũ cốc đã được vận chuyển qua các cảng Croatia. Trước đó trong chuyến thăm Zagreb hồi cuối tháng 7, ngoại trưởng Dimitro Kuleba cho biết Ukraine và Croatia đã nhất trí về khả năng sử dụng các cảng của Croatia trên sông Danube và biển Adriatic để xuất khẩu ngũ cốc. Kể từ khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc biển đen do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, Kyiv bắt đầu tìm các tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc thay thế. Trước đó, Ukraine sử dụng các cảng sông Danube để xuất khẩu ngũ cốc. Armenia hôm qua cáo buộc Azerbaijan đang chuẩn bị cho động thái khi khích quân sự chống lại nước này khi tập trung quân đội dọc theo biên giới chung và gần khu vực ly khai Nagorno-Karabakh. Phát biểu tại cuộc họp nội các ở thủ đô Yerevan, Thủ tướng nikon Pashinyan cho biết, Tình hình chính trị quân sự trong khu vực của chúng ta đang trở nên tồi tệ. Azerbaijan đang có ý định khiêu kích quân sự chống lại Armenia. Ông cho biết Azerbaijan đang tập trung quân ở biên giới và gần khu vực miền núi Karabakh do phe ly kiểm soát. Đáp lại, phía Azerbaijan cho rằng những tuyên bố này là một sự thao túng chính trị sai lầm bộ ngoại giao nước này cho biết armenia phải từ bỏ các yêu sách lãnh thổ đối với azerbaijan chấm dứt các hành động khiêu khích quân sự chính trị và ngừng tạo ra trở ngại cho tiến trình hòa bình armenia và azerbaijan vướng vào tranh chấp kéo dài hàng thập kỷ đối với khu vực nagorno karabakh vùng đất thuộc azerbaijan nhưng là nơi sinh sống của hầu hết người armenia căng thẳng giữa baku và zeveran leo thang trong những tháng gần đây khi cả hai bên đều quá buộc đối phương tấn công xuyên biên giới Hôm qua, công ty cho vay thế chấp lớn nhất của Anh là Halifax cho biết giá nhà tại Anh trong tháng 8 đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2009. Giá nhà giảm và ngành tác động ngày càng lớn từ việc ngân hàng trung ương nước này tăng lãi suất. Theo Halifax, giá nhà tại Anh trong tháng 8 giảm 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giảm hàng năm được ghi nhận trong tháng 8 nhanh gần gấp đôi so với mức giảm 2,5% trong tháng 7. Trên cơ sở hàng tháng trong tháng 8, giá nhà đã giảm 1,9%, mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 11, 2022. Bà Kim Kinnard, giám đốc của Halifax, nhận định rằng, từ đầu năm đến nay, giá nhà ở Anh có khả năng phục hồi. Tuy nhiên, việc ngân hàng trung ương Anh liên tục tăng lãi suất khiến chi phí thế chấp tăng cao hơn. Thế giới phân tích, dự kiến giá nhà ở Anh trong năm nay sẽ giảm 4% và giữ nguyên vào 2024, trước khi tăng 3,3% vào 2025. Tính đến tháng 9 này, cuộc nội chiến giữa chính phủ Yemen, lực lượng Houthi nổi dậy, đã kéo dài 9 năm, Xung đột khiến hàng ngàn người thiệt mạng và khoảng 4,5 triệu người Yemen phải di cư đi nơi khác. Tỉnh Madrid nằm dưới sự quản lý của chính phủ Yemen là nơi trú ẩn của 90.000 người. Những người di cư này sống trong điều kiện hết sức khó khăn. Anh Al Ali Nasser, một người di cư, chia sẻ. Công việc thời vụ này chỉ kéo dài 4 tháng, sau đó tôi không biết phải làm thế nào để nuôi các con. Gần Madrid chỉ có bệnh viện Squeda có bác sĩ hồ sinh, Bác sĩ Han Wan, làm việc tại bệnh viện cho biết Chúng tôi sống trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nhiều đứa trẻ bị suy dinh dưỡng. Sau 9 năm nội chiến, Yemen rơi vào khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Khoảng 2 phần 3 dân số nước này đang cần hỗ trợ nhân đạo từ Liên Hợp Quốc. Nhà hàng, khách sạn ở thủ đô New của Ấn Độ đang tất bật chuẩn bị đón tiếp các thủ quốc gia và đại diện các tổ chức quốc tế đến dự hội nghị từng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 vào cuối tuần này. Được đánh giá là thách thức lớn đối với lĩnh vực nhà hàng khách sạn tỉnh Delhi, nhưng hội nghị lần này được chờ đợi là cơ hội tỏa sáng đối với các bên trong ngành. Để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G20, các đầu bếp tại khách sạn Hayat ở thủ đô New Delhi đã chuẩn bị rất nhiều món ăn mới theo khẩu vị của các nước. Nhà hàng Hayat Regency Delhi chịu trách nhiệm nấu ăn cho lãnh đạo tham dự G20. Bếp trưởng Alessandro Sandrolini cho biết, Chúng tôi chỉ áp lực nhất định vì không được để xảy ra sai sót. Mọi thứ phải thật hoàn hảo. Việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G20 không chỉ dừng lại ở việc mang lại trải nghiệm tốt nhất cho các vị khách cấp cao, mà còn là dịp để quảng bá văn hóa Ấn Độ, trong đó có văn hóa ẩm thực độc đáo. Ông Arun Sunara, bếp trưởng tại nhà hàng Taj Mahal ở New Delhi, cho biết, Chúng tôi muốn làm nổi bật hương vị của ẩm thực Ấn Độ. Chúng tôi muốn các phái đoàn đến đây được dùng những món đặc sản ở mọi vùng miền của Ấn Độ. Trong hai ngày diễn ra hội nghị, nhà hàng tại khách sạn Time Mahal và Hyatt đều sẽ hoạt động xuyên suốt. Phòng ở hai khách sạn này cũng đã được đặt hết, các sát ấn độ cùng đội ngũ an ninh ở các khách sạn cũng chuẩn bị kỹ càng nhằm mang lại sự bảo vệ tốt nhất cho các vị khách VIP. Ông Sajajit Krishnan, tổng giám đốc khách sạn Time Mahal cho biết, ngoài các khu vực riêng tư, mọi góc ngách trong khách sạn của chúng tôi đều có camera giám sát. Hệ thống này được đồng bộ với hệ thống của cảnh sát New Delhi các lực lượng an ninh quốc gia sẽ cần phối hợp với chúng tôi nhằm đảm bảo an ninh tốt nhất. Năm nay, vấn đề an ninh chủ yếu dựa vào các giải pháp số hóa. Đây là dịp để lĩnh vực nhà hàng khách sạn ở Ấn Độ phục hồi doanh thu sau thời gian dài chịu tổn thất vì đại dịch COVID-19. Ông Srikant Wakaka, phó chủ tịch khu vực của khách sạn Hoa Nhất Ấn Độ cho biết, Tình hình của lĩnh vực nhà hàng khách sạn Ấn Độ trong năm nay khả quan hơn rất nhiều nhờ hội nghị thượng đỉnh G20 và các hội nghị liên quan. Năm nay doanh thu và lợi nhuận của khách sạn chúng tôi có thể tăng từ 8 đến 10%. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, như sự kiện lần này, Ấn Độ mong muốn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng lãnh đạo các nước và xây dựng hình ảnh tốt đẹp trên trường quốc tế.